xin chào mọi người. Hiện tại thì Lâm Tới đang có mặt tại xã Đồng Thái, huyện Ba Vì. Hôm nay mình sẽ đến đây và mình sẽ tìm một ông mà có cái biệt danh là ăn khỏe nha mọi người. Ông tên là Phùng Văn Lự và ở trong đây. Mình đã đến chỗ đầu ngõ rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào trong để chúng ta cùng chứng thực xem cái lời đồn đó nó có phải là sự thật hay không nha. Nhà giờ ở đây rồi, không biết là có phản hay không, rồi mình sẽ thử gọi nha. Ông ơi, ông Lự ơi. Mình có thấy tivi thì bật ở trong nhưng mà gọi thì không thấy ai trả lời. Ba ơi. Ba, con chào ba. Vâng, ba ơi, cho con hỏi, nhà mình có phải là nhà ông Phùng Văn Lự không ạ? Ông ấy đi vắng rồi. Ông đi vắng à? Bệnh. À, đi khám bệnh à? Vâng. Tầm bao giờ ông về mà? Khéo đến 12 giờ khám. Ba có số của ông không? Không, ông không có điện thoại gì cả. Không có cách nào liên lạc với ông à? Vâng, ông không liên lạc được đâu. Vâng, vâng. Ông đi già rồi, không làm được gì, mà không ăn khỏe nữa đâu, đừng bắt sớm thôi. Thế ngày trước là cho con hỏi là ngày trước ông ăn khỏe đúng không bà? Ăn khỏe nhưng bây giờ là không ăn được nữa rồi. À, ngày xưa 84-85 tuổi rồi, còn vâng. Làm gì nữa. Thế có con hỏi là ví dụ ngày xưa ông ấy thì ông ăn được khoảng tầm bao nhiêu bát rồi bà? Ăn tô. Ăn tô hả? Ăn mấy tô? Hết. Ăn một tô ăn mấy hả? Ăn hết tô. Con thấy là không phải là ông ăn khỏe không đâu mà là con làm khỏe đúng không bà? Ông đây hả? Vâng. Vâng, con chào ông. Ông. Dạ. Còn có thấy ông là bảo là mọi người bảo ông là ông có cái ôi ông có ăn khỏe. Tiệt rồi. Mới lại làm tao mời tao. Dạ. Mời tao nắm chân mời tao dừng 3 mét đập vào xuống đất rồi. Vâng, thế cho con vào ngồi nói chuyện vòng lát nhá. Rồi nói chuyện với tao. Vâng, này ông đi khám bệnh về không? Khám gì? Chả khám rồi. Tao đưa thằng bác sĩ. Này 84 rồi. Này ông 84 à? Vâng. Con thấy mọi người bảo ông là ngày xưa hôm hồi ông còn trẻ ấy, là ông ăn khỏe đúng không? Là làm ông cũng làm khỏe đúng không? Đáng được khởi nghĩa. Vâng. Yên tướng là vâng. Đủ tiền, đủ vàng, đủ bạc, đủ thế ngày, ngày xưa là ông ăn thì thường là mỗi bữa ông ăn mấy bát cơm không? Vô tội lạ. Và con thấy là có những người ta giới thiệu là ông ăn được 10 quả trứng liền rồi không? Bịt vui. Bây giờ bịt vui này. Đến tầm mấy giờ là ông có còn cái sự ăn khỏe nữa không? 10 cái trứng thua mà chết với được 500. Với được 500 10 quả trứng cứ 10 quả lưng. Mới cứ thương tao. Mới cho cân kẹo lạc vô chó đây. Chấp đi nhỉ. Một cân chấp đi gì cái. Thế là có những người ta đến người ta thách ông ăn rồi. Chơi một phép. Rất là may khi mà hôm nay mình đến đây thì đã vừa tầm là ông đã đi đâu đó về. Chỉ sợ là không có gặp được ông thôi. Thì rất là may ông đã về nhà. Và đúng để hỏi chuyện ông một vài điều. Đi vào. Vâng. Lên báo rất nhiều. Vâng, con có thấy ông người ta lên báo người ta ghi hình ông nhiều. Nhiều hình ảnh từ lúc học xong trung học. Từ lúc học xong là mình đã ra vào lên quân đội luôn. Vâng, vâng. Thế là ông đi cả đi dạy học nữa à? Ôi, không cần thiết nói quá. Cái gì vậy? Vào lính luôn. Vâng, học vâng. Võ. Ông còn biết cả võ nữa à? Đúng rồi, bé gì. Võ rồi mời là cái gì, tao ấy chết. Muốn thế nào. Vâng, vâng, vâng. Võ thuật thì mời là gì đó. Vâng. Ở nhà mình còn thấy là có cái làm cái gì đằng sau rồi đúng không? Tuyệt vời. Trường mộng hả? Tuyệt vời cả lên lần này. Thế ông chuẩn bị nấu cơm cho ông? Ôi tao cơm với con cháu tao đầy à. Thế mày chết chút đây. Cậu phải xét rồi. Tao làm thì không làm nữa. Vâng. Để xem mày có lấy chuột tao cái tấm ảnh. Vâng. Có, con chụp rồi. Nào, chụp con ông chụp kiểu ảnh nhá. Được rồi, mình đi ra hoàng. Đấy, đây thì con lấy máy con xin kiểu ảnh cho ông nhá. Vâng, vâng, đây thì con lấy. Đây. Trung Nga. Con thì nào ông ơi, con xin phép chụp ông kiểu. Vâng. Nào, chụp đây. Ba. Vâng, vâng. Ba. Ông về bà. Được chưa? Ông thì mình có lúc mình đến ấy thì là ông có đi khám bệnh và
cũng đang tính là đi ra ăn trưa xong rồi đợi là ông đi về thì mình sẽ đi vào ấy. Thế nhưng mà may quá thì vừa đi ngoành ra đến cổng thì đã gặp ông đi về rồi. Thì ông có một vài cái bức ảnh ngày xưa thì chúng ta sẽ cùng vào ngó xem nhá. Vâng vâng. Ông ơi, ông bật điện lên được không? Vâng vâng. Vâng vâng. Thế bây giờ năm mộc của năm sáu hả? Cho mỗi đứa vài chào về mẹ. Vâng. Đây là hộp ảnh của ông hả? Người tao không bao giờ thiếu nhưng mẹ giỏi. Vâng. Ông mỗi con xem với nào. Là mình cất giữ hết ở trong cái hộp này hả? Còn tao vẫn ra phả ở trong đất nước của mình cũng đã. Vâng. Ông tham gia 6 lần đại vũ thành công. Vâng, nhưng mà bị bạc mơ không nhỉ? Ôi, mãi là phục chế gì rồi. Vâng. Còn đấy là có phải ghi một vài dòng chữ nhỏ này này. Nhỏ ấy thì... Vâng. Ông Củ Chi mà làm cháu thật chát chết đấy. Ông cái quyển sổ ấy là sổ gì đấy không? Đây là ông vào, đây là chứng minh thư, ông để chứng minh thư. Chứng minh thư hả? À, yên tiếp, chắc chắn chắn. Đây là năm 67 ông về. 67 năm 1967. Đây là cái thời trẻ. Ừ. Mình đổ lại bí mật lắm, ta cho ông xem cả kỷ niệm. Giáo xuống, nhưng mà cô ra là tôi tu đấy. Vâng. À, mẹ mày nhớ là chứng minh cho tao là à, chuyện vuông cái gì lý nhỉ, tiền làm bao nhiêu mày biết rồi. Vâng. Nè, mày cứ chụp đi. Chứng minh cho ai, mày hỏi giáp tí ai ký. Mày chữ ra, có chữ không? Vâng, chứng minh thư. Ơi, thằng chết rồi, mày 6-9 lần toi bạn rồi đây, của tao. Vâng. Mày cứ chết đi. Đầy đủ điều kiện ta hưởng chế độ. Vâng. Nói chưa? Là những này ông còn giữ hết. Giả giữ kìa mẹ. Giữ đây ta. Tao không, tao chỉ giữ cái chuyện dấu. Vâng. Thì cho mày xem bằng nạn giấy bằng hẹn. Vâng, không gì không? Tao mới giữ với nhau là mai kia mình với tao mới lên chơi mãi cho mới lúc nào là tao có dỗ thì tao gọi điện mày lên ăn uống với tao. Vâng. Nhiều quan trọng. Thì còn xin phép ông là hôm khác mà có thời gian còn sẽ ghé qua mấy ông chơi nó được nhiều thời gian hơn ông nhá. Nhưng mà hôm nào ấy? Rồi còn phải đi về đằng chỗ đằng Hà Nội ấy không nhá. Hà Nội. Vâng, tại vì hôm nay bọn con thì có lịch quay nhiều cảnh ấy. À. Đấy thì con xin phép là mấy ông là có một cái lịch nào nó gần nhất thì con sẽ đến chờ với ông nhá, ông nhá. Rồi tao không bút đã, tao không bút đã. Nào, nào chụp một kiểu nữa với ông nào. Nào ông nhìn vào cao một cười con nào. Sao mà. Nào, 2, 3. Rồi.